Chuyên chuyên đến mai là con gái con là sang nhà bà nội chơi. Mẹ đưa cả nhà con ba người đi ha. Con sang đấy là con không được nghịch nè, cũng không được tùy tiện đi tè bậy nè, đúng không? Đặc biệt là Duyên Duyên không được thấy ai cũng thơm đúng không? Ê, em bảo, lúc đấy là bảo em bảo trông Duyên Duyên hả? Ê, ê, con lấy cái đem gì? Hả? Hả? Ồ, đánh răng cho bố con có phải không? Tại tội bố con hay thơm người khác cho nên đánh răng cho bố đúng không? bảo bố con lên võng nằm để đánh răng đúng không? Thôi được rồi, con xuống đi, con xuống cho bố con nằm lên ha. Thôi rồi, Duyên Duyên, lên cục ha. Cả hai người nằm mẹ đánh răng luôn ha. được đánh cho Chuyên Chuyên trước hả? Này cả nhà ơi, đây là miếng đánh răng của bé nha, thay cái bàn chải đánh răng nha cả nhà. Một hộp này là 50 miếng nha cả nhà ơi. Đó, đánh này rất là sạch, bảo vệ răng cho bé ngay từ nhỏ nha cả nhà. Đó, đánh vào cái răng sạch cho cả nhà. 0974809436, đây là Zalo của em nha cả nhà. Đó, chở đầu đi lau mắt nè. Cái nhà, ua cái nhà nhìn thấy cho cái mắt bẩn chưa?